Con nhỏ này thì tệ hơn mấy nhỏ này, nhỏ này thì đỡ hơn chút, Dạ hả, vậy là nhỏ này cũng đỡ chút, ngồi cũng như tắm rửa lại kia tự nó tắm rửa được, còn con nhỏ này tệ nhất, không tắm luôn, không tự tắm rửa luôn, không tắm rửa được không, không ăn cơm lại kêu mắc, có khi đốt cơm thì bớt cơm cho sẵn cho ăn. rồi tiêu tiểu làm sao? Tiêu tiểu thì có bữa thì đái gì bận kéo quần lên, còn con cái ra không chịu kéo quần lên nữa. À, coi như là cũng không có tự chủ được cái lúc mà đi tiểu tiểu luôn ha. Con nhỏ đó là tệ nhất, ăn cơm nước rồi lại kia kia nọ, vậy chừng nào mình bới cho nó ăn, còn mấy đói là khóc chứ như phạt không đòi mà không xuống bới. Như là nặng hơn là chị hai với anh ba nữa ha. Dạ, con gửi cho cô á là 1 triệu để mà cô có chi phí hoặc sinh hoạt hàng ngày để mà nuôi con nha. Dạ. Đấy. Dạ tôi cũng thành thật cảm ơn và chú Phong và chú Minh và với hai chú đó, nhờ chú cũng có mà cho được chỗ triệu bạc để mà tôi mua gạo cho con tôi ăn, tôi rất mang ơn nhiều lắm. À, dạ Phong xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ á Phong đang ở nhà cô Chim. Thì ở nhà cô á hiện giờ là cô có 3 người con nhưng mà đều bị tâm thần hết. À, chồng thì vợ chồng thì cũng lớn tuổi rồi. Thì Phong sẽ tới, Phong sẽ thăm hoàn cảnh này và sẽ hỗ trợ nhé. Thì hãy vô tìm hiểu về hoàn cảnh này với Phong. À, thì đây là hoàn cảnh của cô Chim. Dạ chúc. Dạ, đây là chồng của cô Chim. À, thì hôm nay đi thì có Hòa Minh Upa với em Dương á đến thăm hoàn cảnh của cô Chim nha. Đâu rồi? À, đây là một người con gái, con của cô Chim nha. Thì bây giờ để chơi cô Chim đâu, cô Chim ơi. Cô Chim đi kêu con Chim ra, cô Chim ra. Biết không anh? Cô Chim ơi. Đi đâu mà? Thấy mặt em đây. Rồi à, cái người nữ đâu rồi cô Đây Chim? nó kìa. Đâu? Đi em nè. Mấy chị bị tâm thần đúng không? Đúng rồi. Cô bị tâm thần. Thì đang đi vô một người nữ, con của cô Chim á, thì Hello, bị tâm thần á, giờ đang ra Lâu sao không đây? gặp. Nằm đây hả? Ra ngoài nói chuyện cho chị. Rồi đang nằm võng trong đó hả? Ơi. Mình hỏi hỏi vậy thôi chứ từ đó giờ hả chưa trả lời mình câu nào hết trơn. Bên này trốn ấy nha. Thì đi tới thăm gia đình của cô Chim. Hoàn cảnh này mình đã đi được một lần rồi, cách đây khoảng 3 đến 4 tháng rồi. Hôm nay ghé trong mùa dịch này nè, ghé để mà thăm cô Chim. Hộp điệu này là mình lãnh làm hả cô Chim? Mà tối ngày lọc có ký trời ơi, nguyên một ngày mà có ký lô hả? Lọc khó lọc có lọc như lọc gì nè, cái rồi cái chảy nữa dạ bằng của em nè. Dạ hả, trời ơi, lần này là bà mấy tuổi đó? Bằng của con đó. Nhiêu tuổi rồi anh nhớ không? Hạt bà nói đứa nè, nói cái cho tiền, nói cái cho tiền. Ừ, nói cái cho tiền. Lấy tiền cho nó mới cho tiền. Như nó ngậm ra, giờ cái bắt đầu nói cho khó nói. Cái này là anh cái người thứ mấy cô chưa? Người thứ ba. Ừ, chị hai đâu? Chị hai đó. Chị hai. Chị thứ hai. Ba, rồi cái cô quần xanh đó đó là Út ha. Cô là cô Út. Dạ. Cô đó năm nay cũng 30 tuổi đó. Vậy như này cái chị hai là nhiêu tuổi? Chị hai năm nay 40. 40. Còn cái này là ba mấy? Này là 36. 40 36 với 30. Dạ 40 36 30 à, cách nhau cũng cũng dạ. Rồi cô Chim là hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 62. 62. Dạ rồi. Rồi bác nhiêu tuổi rồi bác? 61 rồi chú ơi. 61 ha. Dạ. Vừa rồi con ghé đó thì nghe nói bị tai nạn phải không? Dạ. Bị tai nạn hôm nay nó 2 năm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Dọa chân ngồi chú anh này vô ngồi cái chỗ một dạ. Giờ mới còn đi nhắc nhắc được rồi. Bớt rồi nha. Ngoài cái làm hạt điều này ra nó còn làm gì nữa không cô Trâm? Dạ không có làm
làm gì hết trơn, tới ngày hỗ trợ. Rồi chú có làm gì không? Ổng đâu có làm gì, ổng đi kiếm cá hoặc quả nghệ kia ăn không chứ à. Đâu ai bớt gì đâu mà làm. Dạ, 61 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ. Thì mấy người con hiện giờ cũng như làm cái này nè, có tiếp mình không? Dạ không. Tối lại đảo còn hành không cái dạ. Bởi vậy là đi lòng nhông ngoài đường không á, bữa nay sẽ được có nhà đó. Trời ơi, thì đợt rồi mình vô mình cũng không gặp luôn ha. Đi lòng nhông đúng rồi. À. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi chơi hả? Có người yêu chưa? Có rồi đó. Có người yêu luôn. Có yêu rồi phải không? Đẹp không? Đó, là đẹp. Nhưng mà hiểu không cô? Dạ không. Cái như mình hỏi thì giật đầu vô thôi chứ không hiểu ha. Chắc nó không biết gì hết. À. Cái này ba người con của cô á hiện giờ á là cũng như mình bị bệnh là từ khi nào vậy cô Chim? Dạ, họ còn nhỏ. Ba người luôn. Nhưng mà là người thứ hai bị lúc nào? Người thứ hai nó bị hồi còn nhỏ luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi mới đẻ ra chừng hơn tôi cái lại nó bị cái lớn luôn. Dạ. Là không nói chuyện luôn. Dạ. Rồi anh cái anh thứ ba này nè. Anh thứ ba cũng vậy nữa. Sao kỳ vậy? Mỗi ngày đi lông dâm ngoài đường không á, về đi đâu rồi đi khám bệnh thì nên nói nó bị lông thần. Dạ. Rồi sao mà cái bắt đầu cho nó lãnh lương đứa được 405 ngàn. Dạ. Là mỗi tháng ha. Dạ. Trời ơi. Rồi lấy tiền vợ đèn gói mua gạo mua thóc ăn rồi kia có khi thì thiếu hụt thì ăn cháo. Dạ. Khi thì có tiền thì ăn cơm. Ừ. Nhờ cô bác cũng cho chút đỉnh cho tiền đó. Dạ. Mua gạo ăn hàng ngày. Dạ. Cái này là người ta đem lại cho mình hay mình đi lấy mình làm? Dạ, người ta đem lại. Dạ. Ta trở ra tới nhà thì làm cái giao thì ta lại ta lấy người ta giao. Dạ. Lại định chục ký. Dạ. Chục ký, anh tên gì nhớ không? Tên gì? Hả? Nhớ không? Nó đâu biết tên nó đâu. Không biết luôn. Nói là gật đầu chứ không có hiểu ha. Gật đầu, để qua cái này là anh ba ha, để qua chị hai coi. Chị hai ơi, nhớ tên gì không? Không nói luôn. Cái này cũng không có nói được luôn hả cô Chiêu? Không biết đứa nào nói hết nha. Trời, cô Út này cũng vậy luôn hả? À, cô Út nhìn thấy đẹp ha. Bữa nay mặc quần nổi dữ lắm á. Con nhỏ này thì tệ hơn mấy nhỏ này. Nhỏ này thì đỡ một chút. Dạ hả? Vậy là nhỏ này cũng đỡ một chút. Ngồi cũng như tắm rửa lại kia tự nó tắm rửa được. Còn con nhỏ này tệ nhất. Không tắm luôn, không tự tắm rửa luôn. Không tắm rửa được luôn. Không ăn cơm lại kia mắc. Có khi đốt cơm thì bớt cơm cho sẵn cho ăn. Rồi tiêu tiểu sao? Tiêu tiểu thì có bữa thì đái gì bận kéo quần lên. Còn có cái ra không chịu kéo quần lên nữa. À, có như là cũng không có tự chủ được cái lúc mà đi tiểu tiểu luôn ha. Dạ. Con nhỏ đó là tệ nhất. Ăn cơm nước rồi lại kia nọ vậy chừng nào mình bới cho ăn còn hay đói là khóc chơi như khoát không đòi mà không xuống bới. Như là nặng hơn là chị hai với anh ba nữa ha. Con nhỏ mấy nhỏ này thì đỡ được đi tắm giữa này kia thì tự túc thay đồ thì đặt hay đưa được. Mà từ đó giờ là ba người con của cô á có đi nhiều ở chỗ bác sĩ đó mà tìm hiểu sao không? Có. Đi xuống Châu Thành cũng có, xe đét cũng có, nhà lên nhà thương mà tỉnh Đồng Tháp chẳng cũng có nữa. Dạ. Lên tỉnh Đồng Tháp ra chở, giờ bắt đầu khám ra chở, giờ ở chở mấy chuyển về đây mới cho lên rừng. À, giống như có giấy xác nhận của bệnh viện ha, rồi địa phương. Bệnh viện ở Đồng Tháp. Dạ. Ở Cao Lãnh mà hậu lần là bệnh viện Hậu Nghị đó. Dạ, Hậu Nghị. Hậu Nghị đó. Dạ, Hậu Nghị, dạ. Bây giờ thì để bệnh viện tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Phơi làm khô ăn à? Khô. Ba người con này có quậy không cô Chim? Dạ, mà quậy thì nó không quậy, cũng đi bình thường. Như hai cô này ở nhà thường ha? Có ảnh thì ảnh đi hoài phải không? Ông này đi hoài. Chúng nữa chào có trái siêu đủ nha, cho mấy chúng này gì không mời. Nó vô được hưởng mấy trái đủ chứ. Thì nhà này là sao cô Chim? Dạ, nhà của nhà nước cấp. Nhà nước cấp ha, lâu chưa cô? Dạ cũng lâu rồi.
hồi 2013 gì tới giờ đó. Như mấy công ty ở thành phố gửi gì hỗ trợ gì xã ra xã mà cấp rồi xã có mưa tiền á tự trở lại này kia xuống rồi chết xương không có đưa tiền bạc. Dạ. À là những tấm hình của con hồi lúc nhỏ hả cô Trêu? Dạ. Hai con gái hả ha? Dạ. Lúc đó có bị không con? Lúc này là có bị không? Lúc đó không có bị nó mà tại vì cũng như chọc mà cái gì đó nó bị hộp nhỏ lắm mà. À. À thì đây là hai con gái lúc đó cũng đã bị rồi, chụp hình lên cũng đẹp ghê luôn nè. Chụp hình với chọc thì nó xấu rồi, cũng như nó trang trí luôn. À cũng như chỉnh sửa ảnh đó ha. Thì nhà thì cũng như là nhà tường nhưng mà không có tô phết gì hết, đây là nhà mà ta cấp để mà cho gia đình. Nhà của công ty ở thành phố qua gửi gì cho hai công ty được 40 triệu. Dạ. Dạ. À, bây giờ là chương trình xin đu đủ được phép bắt đầu. Nào vô được mấy chú tặng đu đủ lên gì. Cho thằng Minh đu đủ không anh? Cho nó không? Cho ha. Ừ cho. Rồi. À. Cái sự tích mà quên đưa tiền cho bà này là bất cứ nhất là nghi ngớm được cả đời luôn. Đi nha. Sao cô? Nói chuyện cô này nè, là chú Minh chú quên cho tiền đó. Dạ. Cái cổ nhớ chợ kệ cổ kia. Vô nhà là không bao giờ nói chuyện một câu nào hết. À. Không bao giờ nghe gì chơi ngồi cười không á. Cái bà em xin cho tiền, em bỏ bao thư. Cái em nói chuyện vòng vòng, cái em cho tiền xong rồi, em chụp hình xong rồi, em xách bao thư em về à. Em quên xách bao thư về, bà kêu lại liền. Là cái chị hai này kêu ha. Kêu lại liền, để em xách tiền đi, em chụp hình xong xách tiền đi, bắt kêu lại liền. À giờ thôi hồi mình làm y răng kêu luôn đi, có kêu không? Là bắt đầu được đó, bữa đó mới biết được cái giọng nói của bà đó. À ê hả? Ờ kêu liền. Tại giờ người ta cho tiền xong người ta xách tiền về mà ngu gì vậy. À để hồi mình làm thử cho chị nói không nha. Nghe biết đó, biết ha. Vậy là hiểu, vậy là chị hai là chị hiểu hả cô Trêm? Cô Trêm chị hai nói được nhưng mà chị không nói hả? Nó nói được với lại nó tắm giữa xong là kia nọ làm kỳ vậy. Em không biết nguyên nhân nào mà nói vẫn được, anh này nói vẫn được nha. Ừ. Mà không chịu nói chứ không phải là không nói. Vậy là cứng lưỡi không anh? Bởi vì như anh này nói được mà nó ngọng cái nhìn như là anh mắc cỡ cái anh không nói luôn. Ừ. Nhưng mà không nên nói là nói được một hai câu mới được. À, không bao giờ nè chăm. Anh ảnh tên gì vậy cô Trêm? Tên Thông. Ừ, Thông ha. Anh Thông nói một câu đi, 100.000 nói một câu 100.000. Nói đi. Minh. Anh Minh. Kêu anh Minh. Anh. Kêu anh. Đó, Minh. Nói lớn lên coi, không nghe không coi. Nói lớn lên coi. Nói lớn lên. Anh. Đi. Kêu anh Minh mới vô. Nói lớn lên. Đó. Anh Minh mới vô. Nói lại coi. Anh Minh mới vô. Nói lớn lên nghe đàn ông trai nó như xíu. Ừ. Vậy là cái khẩu hình á thì có như là thấy anh Minh là nghe hay là thấy được rồi đó nhưng mà không có ra hơi. Tại vì ảnh cái dạng như là ảnh nói đớp, thì xưa giờ cái anh mắc cỡ hay là anh ngại không nói á. À. Sinh ra cái nó biến hình gì là anh không nói luôn chứ thật sự là anh nói được. À. Nói được bình thường à. Có nhỏ này. Còn chị này là không nói là từ xưa giờ chưa. Chị này là thua luôn ha. Chị này là không có phát ngôn, không có phát ra được tiếng nào luôn ha. Ừ, tội nghiệp quá cô chú anh chị ơi, thấy hoàn cảnh đáng thương quá. Ngồi thì em phát biểu một xíu về chuyện xin bên anh Long anh Thông coi. Thật sự là cái hoàn cảnh này á mọi người, thì em cũng tiếp xúc và lo cho cô rất là nhiều, mà cô thật sự là cô không có xin cái gì ngoài gạo á. Thật sự mà nói nếu mà Mạnh Thường Quân thấy được thì bà xin phép. Thì mọi người có ủng hộ cho bên anh Phong Vlog, Mạnh Thường Quân bên anh á, thì thật sự là cô đi ăn rất là nhiều, mấy anh chị ăn rất là nhiều, cô không đủ tiền mua gạo. Nó thì có thể nếu mà mọi người có thể ủng hộ cho gia đình thì gạo đương nhiên là ai cũng phải cần tiền rồi, nhưng mà cô không bao giờ dám nói đâu. Đa số quan trọng là mọi người nếu mà thương cô thì cho gạo. Chứ bây giờ cấp dưỡng mỗi tháng 300-400 mấy đúng không cô? Là bố ba người á thì năm mà có 1 triệu mấy thôi, và chi đó cô mỗi một ngày cô làm thì có 4.000 đồng thôi. Thì một ông chú không phải là tối ngày chỉ đi bắt cá bắt ốc này kia nội đi ăn thôi. Nó thì cô thì mất sức lao động rồi, cô không có gì hết á, mà quan trọng nhất là gạo để có thể ăn mỗi ngày. Thì có 1 triệu mấy mà như gia đình đang thì sao sống nổi. Em và người em cũng gửi tiền hoặc là cho gạo, thì ở kế bên nhà máy thì cũng có gạo cũng có bán, hoặc là mình đi chợ vô. Ông giờ còn gạo không? Dạ còn. Nhưng cái cô kia cũng cho cũng được 20 ký cũng đỡ.
cũng như tôi lại tôi cho. Hôm trước con cho là 200 kg gạo đúng không? Mà ăn bao nhiêu lâu quên rồi? Ăn chắc cũng mấy tháng rồi. Cũng như ngày thì 2,5 kg. Một ngày 2,5 kg. Mà gạo cái này lên 14.000 một ký gì đó. À cái đó. Ở đây thì bán có 12. Đúng rồi, 12 thì gạo nở đó ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là hoàn cảnh của cô Chiêm, có ba người con tâm thần, sức khỏe của cô và chú á thì lớn tuổi rồi, cũng không có làm gì nguồn tiền được. Hiện giờ thì đang làm hạt điều lột vỏ ra thì mỗi ký thì có 4-5 ngàn thôi, nhưng mà một ngày làm chỉ được 1-2 ký thôi thì thu nhập đâu. Bây giờ là cái gánh nặng của hai người lớn tuổi phải lo cho ba người con, ba người con thì chỉ như là không có làm được gì hết, cũng không có tiếp được gì hết. Đó là một gánh nặng cho cô Chim. Thì hôm nay Phong cùng với Hoàng Minh Upa với anh Dương này nè đi đến hoàn cảnh thì là hoàn cảnh của Upa đã giúp lâu rồi, và Phong cũng đã tới một lần. Hôm nay Phong tới thì vẫn là cái cảnh tượng cũ, là ba người con cũng không có tiếp gì được hết. Tuy là đã lớn tuổi đó, 40, 36 và 30 đó, mà không tiếp gì được hết thì mình thấy rất đáng thương. Nên Phong là quyết định là cũng như giúp cho cô Chim một số tiền để mà cô có cái trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô đây là cái Phong. Dạ. Yeah. Dạ. Con gửi cho cô á là 1 triệu để mà cô có chi phí hoặc sinh hoạt hàng ngày để mà nuôi con nha. Dạ. Dạ tôi cũng thành thật cảm ơn và chú Phong và chú Minh và với hai chú đó, nhờ chú cũng có mà cho được chỗ triệu bạc để mà tôi mua gạo cho con tôi ăn. Yeah. Rất mang ơn nhiều lắm, cũng nhờ mấy chú mấy ba mà cho cậu rồi này kia cũng thương tình mấy cháu. Yeah. Cũng mà cho được số tiền, biết chừng nào tôi trả ơn rồi đấy. Thôi, không phải cái này là tiền của con đâu, đây là tiền của chị ở Mỹ. Thì cũng gửi rồi thì con đi. Các chị cảm ơn, cũng như cô cảm ơn cái chị ở Mỹ đã giúp đỡ cho con. Dạ, mà với lại tôi cũng cảm ơn cái cô mà ở Mỹ. Mà ở Mỹ đó giờ giúp đỡ cho tôi được 1 triệu bạc này, thì cũng mang ơn cô rất nhiều và thành thật biết ơn cô. Có thiếu thốn gì nữa không? Thiếu gì nữa không cô? Dạ, thiếu thì cũng có thiếu nhưng mà không dám đòi hỏi. Thì bởi vậy con mới hỏi. Cô hồi xưa giờ tính cô biết, tại vì đi theo giúp đỡ cô nhiều cũng biết ha. Thiệt thiếu thiệt, không dám xin. Ai cho vậy nấy, thật thà vậy đó, người nghèo thì thật thà vậy đó. Nói gì chơi nha, chú cho nó vào ngay, chú mình là tội nghiệp chú nha. Chú thôi chú cho số điện thoại, chú thôi miễn có gì lại kia thì điện chú giúp đỡ cho bà không dám. Mà hiện giờ con đang thiếu gì nè, con nói với con nghe đây. Giống như xem tụi con như một người con đi. Hiện giờ đang thiếu gì nè, để con kêu gọi có gì rồi ủng hộ cô. Tại vì nếu là cần nhất đó là con xin những có số gạo để cho con tôi nó ăn để kia gì thôi, chứ nó không cần gì hết. Chứ không phải thiếu bông tai thiếu gì chuyện không? Bông tai gì chuyện là nặng lắm. Rồi thì chị em đã trao 1 triệu cho cô Chim để có tiền trang trải nuôi ba người con, và có để mà nguồn tiền để mà đi chợ búa nọ để mà cô chú ăn nữa. Thì Phong đã tới trao và cảm ơn chị rất nhiều, luôn đồng hành em giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Phong xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc cho chị cùng gia đình được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Dạ, Phong xin cảm ơn. Thì cuối video Phong xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Phong, giúp đỡ tất cả những hoàn cảnh khó khăn, và hãy luôn đồng hành cùng Phong giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo nhé. Rồi Phong xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Dạ con về nha cô chú. Dạ.